Xe container gây tai nạn ở Quảng Trị, bỏ chạy đến Đà Nẵng thì bị bắt. Sáng ngày 4 tháng 2, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa chặn bắt xe container liên quan một vụ tai nạn giao thông nhưng tài xế điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Trước đó sáng ngày 3 tháng 2, đơn vị này nhận được tin báo từ công an tỉnh Quảng Trị về việc phối hợp truy tìm một xe container bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, xe container này khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị thì gây tai nạn với một xe máy, khiến một người bị thương nặng. Tuy nhiên tài xế đã không giữ nguyên hiện trường, cố tình cho xe lưu thông về phía nam trên quốc lộ 1A. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Cửa ô Hòa Nhơn phát hiện xe container biển kiểm soát 85C04876 lưu thông hướng Bắc Nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện và báo công an tỉnh Quảng Trị để xác minh trước các dấu vết va chạm và dấu máu dính ở đầu xe tài xế đã thừa nhận hành vi hiện tài xế cùng phương tiện liên quan đến vụ việc đã được bàn giao cho công an tỉnh quảng trị để tiếp tục điều tra